Bắc Đặng gặp đội trung học cơ sở Ba Bể. Đội Bắc Đặng là đội bên phía màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn, còn đội Ba Bể là đội mang bên phía xa màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Đây là trận được coi là trận chung kết nữ của phòng giáo dục khối trung học cơ sở bóng chuyền nữ hội khỏe vận động tỉnh Bắc Cạn năm 2021. Quý vị và các bạn xem hay thì like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo vào đó xem video mới nhất của kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Với trận đấu bắt đầu, đội Ba Bể phát bóng trước. Đánh bóng rất hay. Đánh bóng tốt của Bắc Đặng. Điểm 1-0 cho phòng giáo dục và đào tạo Bắc Đặng. Phân bóng và phân bóng không có lưới. Đội điểm cho Ba Bể 1-0. Quý vị và các bạn xem hay thấy like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem video mới nhất của kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bóng là tốt của đội phòng giáo dục và đào tạo Ba Bể. Điểm 2-1 cho Ba Bể. Tài xế đi bóng ra ngoài, điểm tiếp Ba Bể 3-1. Tốt điểm cho phòng giáo dục và đào tạo Bắc Đặng 2-3. Đây là điểm 3 đều cho phòng giáo dục và đào tạo Bắc Đặng. Ở nội dung nam thì trận chung kết của nam là phòng giáo dục đào tạo thành phố Bắc Cạn gặp phòng giáo dục và đào tạo Ba Bể. Đội Ba Bể, phòng giáo dục đào tạo Ba Bể giành chiến thắng với tỷ số 2-0, giành chức vô địch của nội dung nam trung học cơ sở giải bóng chuyền hạng khỏe phổ đồng tỉnh Bắc Cạn năm 2022. Rồi là Ba Bể đánh bóng qua lưới, điểm cho Bắc Đặng 4-3. Và đánh bóng tốt của đội phòng giáo dục Ba Bể, điểm 4 đều cho phòng giáo dục Ba Bể.
một pha để bóng rơi tự do, điểm cho Ba Bể 5-4. Ba Bể phát bóng ra ngoài, điểm 5-5 cho Bắc Nam. Phát bóng không có lưới, điểm 6-5 cho Ba Bể.
Đấy, đừng ăn thịt nướng này. Con này bán thì thấy thoải mái đi cắm nha. Duyê, thằng mày nhắn tin tiếp. Không, đùa thôi, nhầm. Hôm nay thằng lôn nào? Trong mắt mày thì tao rồi à? Thì yêu tao rồi. Kéo đi theo thằng lôn cái này. Đâu rồi? Đâu phải tao?
kìa. Có sẵn lửa đi. Mời quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại sân trường trung học phổ thông thành phố Bắc Cạn để theo dõi hiệp thi đấu thứ hai trận chung kết nội dung bóng chuyền nữ khối trung học cơ sở giữa hai đội phòng giáo dục đào tạo Ba Bể và phòng giáo dục và đào tạo Bắc Nẵng. Ở trận đấu đầu tiên thì đội phòng giáo dục Ba Bể thành giành chiến thắng 25-22 trước đội phòng giáo dục và đào tạo Bắc Nẵng. Có đó đang dẫn trước tỷ số 1-0. Vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Và đường bóng tốt của Bắc Nặng, điểm 1-0 cho Bắc Nặng. Quý vị và các bạn xem hay thì like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem video mới nhất của kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Điểm 2-0 cho Bắc Nặng. Điểm đội và Ba Bể điểm 1-2 cho Ba Bể. Ba Bể đánh bóng dẫn bóng tốt, điểm cho Ba Bể 2-0. Long. 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 Long.
Ah!
Thank you.
Yeah.
Thank you.
là sẽ thi đấu thứ ba của trận chung kết bắt đầu. Ba bể là đội đội phát bóng trước và đánh bóng không qua được hàng chắn của ba bể, điểm cho ba bể 1-0. Tục Phát Nam đánh bóng qua lưới, điểm cho bảo vệ 2-0. Bởi đánh bóng không có lưới, điểm cho Bắc Nam 1-2. Bắc Bởi đánh bóng tốt, điểm 3-1.
Thank you.
em phản cứu anh. Gây cấn điểm không được. Cầu thủ tốt rất đồng hộp các bạn ơi. Và đường bóng ra ngoài, điểm cho con cô gái Ba Bể 15-9, kết thúc trận đấu. Đội Ba Bể giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1, và đó giành được chiếc huy chương vàng hội vẻ phụ đồng tỉnh Bắc Cạn năm 2022. Sau đây là trận chung kết nam giữa phòng giáo dục đào tạo thành phố Bắc Cạn và phòng giáo dục đào tạo
Ba Bể. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta xem hay thì like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo vào đó xem video mới nhất của kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.